Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì cái video này không phải là video mà chúng tôi sẽ giới thiệu các cái loại máy như mọi khi. Và cái video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn có thể tận dụng được những chiếc động cơ của các bạn đang sẵn có để biến nó trở thành một chiếc máy bơm. Và các bạn không cần phải mất thêm tiền mua bơm. Mặt khác nó lại còn ưu việt hơn những chiếc máy bơm thông thường trên thị trường. Như các bạn có thể thấy được đây, bên tay phải là một chiếc máy bơm Honda 4.0. Thì các bạn lưu ý nhá, những cái máy bơm zin như thế này thì nó chỉ, nếu mà các bạn muốn mua cái họng, tức là họng hút xả 50 như thế này này, thì cái bơm zin của nó chỉ có động cơ 4.0 thôi, tức là 4.0 và sên của nó là sên họng 50 và sên chân không. Các bạn có thể thấy được cái cách hình thức của nó lắp rất là phức tạp, lắp thẳng vào lốc rồi là cánh quạt bắt vào trục, nó rất là lằng nhằng. Và các bạn không thể nào mà tận dụng được cái động cơ này. Tức là nếu mà các bạn muốn sử dụng cái động cơ này thì các bạn không thể tháo được cái bộ bơm này, vì khi tháo ra thì nó sẽ rất dễ đến hiện tượng gãy. Và cái thông số của những cái chiếc bơm zin như thế này đôi khi không phù hợp với các bạn, vì nó chỉ có 4 chấm thôi. Đôi khi các bạn muốn sử dụng những chiếc bơm lên đến 6 chấm thì tất nhiên rồi, nó không có. Vì nếu mà bơm 6 chấm thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái bộ sên bơm họng nó lên đến 80. Có thể là lưu lượng nó quá nhiều, nó không cần thiết cho các bạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn làm sao để từ một chiếc động cơ, các bạn có một chiếc động cơ như thế này, để các bạn có thể biến nó thành một chiếc máy bơm cực kỳ hữu ích. Và nó có những cái ưu điểm. Nhất là cái động cơ của các bạn đây. Ví dụ như cái động cơ này có đề, các bạn tìm trên thị trường mà máy bơm có đề thì tất nhiên là không có, đúng không ạ? Đây các bạn tận dụng luôn những cái chiếc động cơ, ví dụ như chiếc động cơ Cura này có đề luôn, có đề nổ luôn, 6 chấm cực mạnh. Chiếc 4 chấm này thì tất nhiên động cơ nhỏ hơn, có 4 chấm, chiếc này 6 chấm. Các bạn trước tận dụng chiếc máy bơm, chiếc động cơ này để lắp trở thành được một chiếc máy bơm nước công suất khỏe 6.0, và cái thông số nó sẽ khủng khiếp hơn. Và cái ưu điểm luôn là ví dụ như các bạn có cái động cơ đề chẳng hạn thì cái bơm nước của chúng ta tự nhiên thành có đề luôn. Như thế cực kỳ hữu hiệu luôn, mà rất là đơn giản thôi, chỉ bằng một thao tác tháo lắp thôi. Rất là đơn giản. Và đó chính là chiếc sên bơm MH. Yeah. Đây là chiếc sên bơm MH của chúng ta. Chúng tôi có hai loại để lắp cốt trực tiếp các bạn nhá. Các bạn thấy không? Đây là chiếc sên bơm MH họng lớn, và đây là chiếc sên bơm MH họng nhỏ. Thì các bạn có thể thấy được hình thức của hai chiếc sên bơm này. Đây. Đây là chiếc sên bơm họng của nó là 60-60. 60 phân họng hút và 60 phân họng xả. Đó. Còn đây là chiếc sên bơm MH họng của nó là hút 49. Hút 49 và đẩy 42. Và sên này đều là sên cánh nén các bạn nhá, sên cánh nén. Đó, các bạn có thể thấy được hai chiếc sên bơm này. Và chỉ bằng một thao tác lắp đặt cực kỳ đơn giản thôi, các bạn đã tận dụng được chiếc động cơ của các bạn trở thành máy bơm. Và khi nào các bạn không dùng bơm nữa, các bạn chỉ cần tháo bốn con ốc cực kỳ đơn giản. Như chiếc máy này các bạn có thể thấy được tháo rất khó này. Các bạn phải tháo bờ bơm ra, tháo cánh ra, xong bắt đầu khò nóng, xong bắt đầu các bạn phải vặn được cái ốc, bốn ốc lốc này ra, các bạn gỡ ra rất là phức tạp. Đây cực kỳ đơn giản luôn. Rất đơn giản, mà cái sên này cực kỳ ưu điểm. Rồi, đây là chiếc sên bơm MH. Rồi, chúng tôi sẽ cho các bạn xem được. Ví dụ như chiếc động cơ này là 6 chấm. Thì các bạn lưu ý nhá, những cái động cơ 5.5, 6 chấm, 4 chấm đều ok hết nha. Lỗ trục này, các bạn phải để ý đến lỗ trục. Thứ nhất là các bạn sẽ đo cho chúng tôi là cái lỗ trục này là bao nhiêu ly. Thì các bạn cầm cái thước kẹt, các bạn đo cái đường kính trục này là bao nhiêu ly. Và các bạn khi đó, khi mà có đường lỗ trục này thì các bạn sẽ liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Nó sẽ có hai cốt trục, thông thường nhất là cốt 19 hoặc là cốt 20. Như chiếc động cơ mà chúng tôi đang quay đây là chiếc động cơ Cuta GH170 6.3 HP. Có đề thì cốt trục của nó cốt trục 20. Và chúng tôi sử dụng luôn, ví dụ như chiếc này nha, chúng tôi lắp luôn cho bạn xem. Đây, nó có 4 con ốc đây, bắt vào lốc. Đây, có 4 con ốc đây. Đấy, và lỗ trục đây, các bạn chỉ cần đẩy vào là xong. Rất đơn giản. Rất đơn giản và gọn nhẹ, mà rất là nhanh, còn tiết kiệm nữa. Rồi, ok. Đấy, thế thôi. Thế là xong. Lắp xong rồi. Nhanh không? Đấy, bây giờ các bạn khoan và các bạn siết ốc vào đây. Siết ốc vào đây rồi. Đấy, các bạn siết mấy con ốc này vào.
Đấy ạ. Đấy, xong. Máy nào mà có chốt cà vét các bạn siết đúng chốt cà vét luôn. Lấy mấy con ốc 10 vặn vào đây, có 4 con. Thế là xong, các bạn đã có một chiếc máy bơm cực kỳ đơn giản. Thì so sánh luôn thông số hai chiếc này để cho các bạn có thể thấy được chiếc nào ưu điểm hơn nhé. Đây, chiếc bên này là họng hút xả của nó là 50 50. Chiếc này họng 60 60. Tất nhiên rồi, lưu lượng chiếc này khỏe hơn. Động cơ chiếc này khỏe hơn luôn. Động cơ của nó là 170 6.0. Động cơ này có 4.0. Tiếp theo là chiếc này có đề, chiếc này chả có đề. Đấy. Và cái việc mà tận dụng động cơ này để các bạn làm việc khác cực kỳ dễ. Các bạn chỉ việc tháo 4 con ốc này ra và tháo 2 con ốc hãm này, 1 con ốc chống xoay này. Các bạn rút ra các bạn lại sử dụng động cơ được. Còn chiếc này các bạn tháo ra mút mùa luôn, không tháo nổi. Hoặc nếu mà các bạn tháo được ra thì cũng phải gãy, gãy cánh, bỏ luôn. Đấy, chiếc này cực kỳ đơn giản, các bạn thấy không? Chỉ bằng một thao tác rất là đơn giản, các bạn đã có thể tận dụng được chiếc động cơ xăng của các bạn với toàn bộ ưu điểm. Ví dụ như các bạn có những cái bơm động cơ 6 chấm mà các bạn lắp xe này chạy quá hay luôn. Còn những cái bơm zin này nó chỉ là 4.0 thôi. Nhiều bác nhá, nhiều bác còn liên hệ với Điện Máy Bình Sơn mua động cơ Honda 6.5, tức là GX200 ấy, của Thái, lắp xe bơm này vào cái khung như thế kia, thì tự nhiên các bạn có luôn một chiếc máy bơm công suất 6.5, họng 60 60. Đây là xe nén các bạn nhé. Các bạn có thể thấy kích thước nó không, xe nén đẩy siêu xa luôn. Chiếc này đẩy kinh khủng khiếp luôn. Chiếc này đẩy chả có nghĩa lý gì, nhưng mà cái khác là cái này là không phải xe bơm trên, không phải bơm trên không, còn cái kia là bơm trên không các bạn nhé. Đó, thì cái này nó chỉ có nhược điểm hơn một tí đấy thôi, nhưng mà con này đẩy ép nén thì kinh khủng, con kia ép nén không cửa luôn. Đấy, và tiếp tục theo luôn, cái bơm của bạn lại có đề, đúng không ạ? Như thế thì các bạn đã chỉ cần bỏ ra tiền các bạn mua một chiếc xe bơm như thế này thì tự nhiên các bạn đã trở tận dụng được, chỉ mất khoảng chiếc này thì chúng tôi bán với giá là chiếc họng 60 này là hơn 1 triệu, chiếc họng này thì là 900, chiếc này là 900 này, cực dày luôn các bạn nhá. Các bạn so sánh chất của chiếc xe này so với những cái chỗ khác bán nhá, xe bơm MH nhá các bạn nhá, đây này. Rất rõ ràng luôn này, thấy nhá, chiếc này 900, họng 4942, chiếc này phổ thông nhất. Đấy, các bạn lắp lên rất là đơn giản, chỉ mất có trên dưới 1 triệu thôi. Tùy theo cái loại xe các bạn chọn thì là các bạn đã có được một chiếc bơm công suất lên đến 6 chấm có đề, thông số quá khủng. Còn chiếc kia cũng chỉ là 4 chấm thôi, mà các bạn khi muốn mua chiếc máy bơm như này các bạn cũng phải chi ra số tiền khoảng tầm 3,5 triệu. Đấy là hàng bãi đã qua sử dụng. Còn nếu mà hàng mới thì nó trên khoảng tầm gần 8 triệu. Đó. Video này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một cách rất là đơn giản, các bạn đã có thể tận dụng được chiếc động cơ của các bạn biến thành một chiếc máy bơm cực kỳ hiệu quả, cực kỳ khỏe, và giá thành của nó cực kỳ hợp lý. Và cái việc mà sau khi các bạn không sử dụng bơm nữa, tận dụng lại động cơ rất là dễ. Còn chiếc này các bạn tận dụng lại động cơ hơi bị khó nha, hơi bị khó. Các bạn có thể thấy vì việc tháo lắp của nó ta rất phức tạp. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng tiếc gì một like, một share và đăng ký, bật chuông thông báo giúp cho Điện Máy Bình Sơn, để những người làm video như chúng tôi có thêm động lực làm những video khác, giới thiệu với các bạn những cái công cụ, dụng cụ, máy móc hỗ trợ tăng năng suất, tăng hiệu quả và giải phóng sức lao động. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.